Xin chào các bạn đã đến với series tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành đến thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu ngôi trường chuyên đào tạo về nhóm ngành sức khỏe, đó là trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, là trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu trong khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin tuyển sinh cơ bản trong năm 2021 của nhà trường nhé. Mẹ trường TIS. Chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là 1.280 chỉ tiêu hệ chính quy. Các bạn có hộ khẩu ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ lưu ý chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2021 sẽ phân bổ như sau. Tất cả các ngành được phân bổ 50% cho thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế của thành phố, 50% còn lại dành cho tất cả các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Ở năm 2021, nhà trường tuyển sinh trong toàn quốc. Trong năm 2021, nhà trường chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển vào nhà trường, đó là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo các môn toán, hóa, sinh của tổ hợp B00. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 9 ngành gồm y khoa, dược học, điều dưỡng, dinh dưỡng, răng hàm mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng. Các bạn thí sinh lưu ý, đối với ngành điều dưỡng sẽ có những chuyên ngành sau: điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện, điều dưỡng chuyên ngành phục hồi chức năng. Vừa rồi các bạn thí sinh cũng đã nhìn thấy mảng ngành tuyển sinh của nhà trường sẽ có hai ký hiệu đặc biệt, đó là TQ và TB. Đối với TQ là áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài thành phố Hồ Chí Minh, còn đối với TB là áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển của nhà trường, trong năm 2021 thì nhà trường sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Sau đây là các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường. 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển chung cho tất cả các ngành tuyển sinh. Xếp loại hạnh kiểm từ loại khá trở lên của năm học lớp 12 trung học phổ thông. Có đầy đủ sức khỏe để theo học ngành đăng ký xét tuyển. 2. Điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt. Thí sinh phải có điểm trung bình cộng của năm học kỳ trung học phổ thông lớn hơn 7 điểm, gồm học kỳ 1 và học kỳ 2 của lớp 10 và học kỳ 1 và học kỳ 2 của lớp 11, cũng như học kỳ 1 của lớp 12. Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình cộng năm học kỳ trung học phổ thông lớn hơn 7 điểm để đăng ký vào các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt. Sau khi có kết quả trúng tuyển, trường sẽ kiểm tra hồ sơ nhập học. Nếu thí sinh không đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, trường sẽ từ chối hồ sơ nhập học. 3. Điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành khúc xạ nhãn khoa. Điểm kỳ thi trung học phổ thông môn tiếng Anh phải đạt từ 7 điểm trở lên. Vì các bạn sau khi nhập học các ngành này phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy. 4. Tiêu chuẩn phụ được áp dụng để sắp xếp thứ tự các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau theo thứ tự các điều kiện sau: điểm tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, điểm trung bình lớp 12 trung học phổ thông, điểm tốt nghiệp trung học phổ thông môn Văn. Trong năm 2021, nhà trường chỉ sử dụng một tổ hợp môn xét tuyển là B00 gồm toán, hóa, sinh cho chính ngành đào tạo của nhà trường. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nhà trường căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được cụ thể hóa và thông báo trên các trang thông tin của nhà trường. Sau đây chắc là thông tin các bạn đang chờ đợi nhất, đó là học phí dự kiến trong năm 2021-2022 của nhà trường. Mức học phí cao nhất không vượt quá 32 triệu đồng trên một sinh viên một năm. Các bạn lưu ý, học phí trên chưa bao gồm hai học phần bắt buộc, đó là giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh. Thông tin liên hệ trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ số 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là những thông tin tuyển sinh của trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin tuyển sinh của trường nào thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Và thông tin chi tiết tuyển sinh của nhà trường mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy clip rồi hay thì đừng quên để lại một like và share cũng như đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.